cảm ơn thầy luôn nha, cảm ơn thầy luôn, mai mai gặp tôi đấy. Đúng rồi. Không có đâu, nắng quá, chụp gỡ liền nha. Thank you.
Thank you.
Nhớ. Để được bắt chưa? Chưa con câu chưa xong.
chưa ngày nếu mà con mà nói tụi cha chứ con ngày mà ngày nay con về không được rồi đó. Nghe gì? Dạ ngày hôm bữa giờ là con mua 4 mẫu 100 triệu mà con chồng chưa kịp tiền nữa, họ sức hay thân thế con chờ tí con mới về nè. Chắc ông ngoại ông cho con đã lại có nhiều con trồng thiếu mùa luôn, nếu đám đó không mua ai một chai mà dạ, mà cuối cùng là con chờ đại lý đưa tiền mà con chờ đại lý mà đại lý giờ không kịp, có người khác cầm tiền bắt người ta trồng luôn nhưng mà thôi mẹ khỏe dạ. Đấy, để chị với cậu mẹ đổ rồi lên đổ con hơi sợ vậy. Giờ hết bụng rồi, giờ đói quá rồi nó đeo luôn rồi mà.